Trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc triển khai hải quan số là yêu cầu cấp bách, cũng là xu hướng tất yếu. Năm 2022 là năm ngành hải quan đẩy mạnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu hải quan phi giấy tờ và xây dựng thành công hải quan số, hải quan thông minh trong những năm tiếp theo. Công nghệ thông tin là một trong những nhân tố quan trọng giúp Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện thành công chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan những năm vừa qua. Tại bộ phận một cửa hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới có một vài doanh nghiệp đến chỉnh sửa các chứng từ hồ sơ hải quan. Theo cơ quan hải quan, hiện có đến 95% các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số, 5% còn lại thuộc hồ sơ đặc biệt. 90% hồ sơ hải quan được xử lý trực tuyến thông qua cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Dữ liệu điện tử, cho nên là thủ tục, toàn bộ thủ tục và các chứng từ đều được đoạt trên hệ thống dữ liệu của xử lý hải quan, nên không cần phải nộp bản gốc mà không cần phải gặp trực tiếp. Với các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cục Hải quan Đà Nẵng đã tích hợp hệ thống thông quan điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hệ thống thông quan tự động VNAT V6 và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành hải quan hoạt động ổn định 24/7, giúp cho hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng. Theo đó, thời gian tiếp nhận và thông quan đối với lô hàng luồng xanh chỉ từ 1 đến 3 giây. Thủ tục hải quan bây giờ đơn giản hơn lúc trước rất là nhiều. Hải quan càng ngày là càng cải tiến nhiều hơn, tiết kiệm những cái giấy tờ gốc của bọn em là bọn em định kèm lên với năm hết. Trong đề án chuyển đổi số, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành hải quan hiện đại với thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn trên môi trường phi giấy tờ, mọi lúc mọi nơi nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hải quan thông minh và mức độ hài lòng của doanh nghiệp đạt từ 95% trở lên. 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới được số hóa. Trong đó cũng tập trung vào nhiều cái nội dung, thì việc kể cả về rà soát về thể chế, xây dựng cái bộ máy tổ chức, xây dựng về đội ngũ cán bộ công chức. Rồi trong đó là quan trọng là chuyển đổi số về toàn bộ cái quy trình về nghiệp vụ, rồi là liên quan đến là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Và trong đó có cả là chuyển đổi số về cái công tác quản lý nội ngành. Và đồng thời thì một trong những cái liên quan đến cái chuyển đổi số đó thì sẽ hướng đến trong cái công tác là đẩy mạnh hơn nữa về cái công tác đầu tư trang thiết bị, hiện đại hóa về các công tác kiểm tra, giám sát để ngày càng phục vụ tốt hơn. Cũng theo Cục Hải quan Đà Nẵng, việc thực hiện thành công hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh sẽ đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh, quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện, từ khâu đầu đến khâu cuối, có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp thông qua cơ chế một cửa quốc gia và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ đó có thể tạo ra bước đột phá và nâng tầm phát triển của hải quan Việt Nam trong giai đoạn mới.